Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị khán giả đã tới với Điểm hẹn Nam Châu, một chuyên mục hoàn toàn mới dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng trên kênh VTV4 và trên kênh YouTube VTV4 Go vào 18 giờ thứ bảy hàng tuần. Với những thông tin cập nhật, góc nhìn đa chiều và đặc biệt là những hình ảnh, những chia sẻ của chính người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho chúng tôi. Chương trình hy vọng sẽ là điểm hẹn hàng tuần của bà con kiều bào, các bạn du học sinh, người Việt Nam lao động và làm việc ở nước ngoài. Nào, hãy cùng bắt đầu với cuộc hẹn của tuần này nhé! Tháng 2 vừa qua, khi Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế trở lại bình thường như trước khi xảy ra COVID-19, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã rất vui mừng và cảm động, tạo điều kiện cho bà con về thăm quê hương. Lướt qua các diễn đàn cộng đồng người Việt Nam ở các nước hay là các diễn đàn du lịch thì có thể thấy là sự đồng tình, ủng hộ, niềm vui hiện hữu ở khắp các bình luận và rất nhiều bà con đã đặt vé để về nước. Chính sách mở trở lại các đường bay quốc tế của chính phủ rất kịp thời và là sự động viên tinh thần lớn đối với đồng bào xa xứ như chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ ở lại Việt Nam đến ít nhất là hết tháng 3 năm 2022, bên cạnh cha mẹ lâu nhất có thể để bù đắp cho 2 năm xa nhà. Sau khi sắp xếp công việc, tôi sẽ lên kế hoạch để về Việt Nam sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người không thể về thăm người thân và gia đình. Lần cuối cùng tôi về Việt Nam thăm nhà là năm 2019, vừa quay lại Mỹ thì có dịch COVID-19 đến nay. Mỗi năm chúng tôi định về Việt Nam một lần trong khả năng để con thăm ông bà và nghe tiếng Việt. Vâng, chúng tôi cũng đã tổng hợp một số lưu ý khi bà con di chuyển về quê hương. Bà con kiều bào về Việt Nam có thể nhập cảnh thông qua các cửa khẩu là đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Bà con phải chấp hành quy trình giám sát phòng chống dịch với người nhập cảnh. Trước khi vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 72 giờ tính đến thời điểm nhập cảnh, đồng thời thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và khai báo y tế trên phần mềm PC COVID sau khi nhập cảnh. Không phải test nhanh khi tới sân bay như trước đây. Với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine theo quy định hoặc vừa khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng, được phép tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 3 ngày. Đến ngày thứ 3, y tế địa phương sẽ tới để lấy mẫu xét nghiệm. Nếu âm tính, theo dõi thêm nửa ngày. Những bà con tiêm chưa đủ mũi vaccine theo quy định, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày nếu đủ điều kiện, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Tại châu Âu, Anh, Thụy Điển và Na Uy đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch, trong khi Italia và Tây Ban Nha thì không còn yêu cầu người dân đeo khẩu trang ngoài trời. Trong khi đó, các nước đã mở cửa với du khách nước ngoài như là Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Na Uy đang hướng tới việc nới lỏng hơn nữa các quy định nhập cảnh. Theo đó, bỏ yêu cầu xét nghiệm sàng lọc tại điểm đến đối với những du khách đã tiêm vaccine. Còn tại châu Á, để nhập cảnh Philippines, bà con chỉ cần xuất trình các giấy tờ như là chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính. Giới chức Malaysia đã đề nghị chính phủ mở cửa trở lại cho khách quốc tế vào tháng 3. Bà con có thể không phải cách ly, tương tự với chính sách của Thái Lan và Singapore. Sống chung an toàn với COVID-19 giữa tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Bà con cộng đồng tại các khu vực này cũng đã sớm thích nghi với điều kiện mới. Trong tuần qua, bà con cộng đồng tại châu Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung cũng đã chứng kiến sự biến động về giá cả khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng phát. Trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 3, giá khí đốt ở châu Âu đã phá kỷ lục, lên gần 2.230 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối, tăng 60%. Các chuyên gia ước tính hiện các hộ gia đình bà con cộng đồng tại châu Âu sẽ phải trả thêm 650 euro, tức hơn 700 đô la Mỹ cho năng lượng trong năm nay, khiến chi tiêu trung bình tăng lên 1.850 euro, tức là 2.061 đô la Mỹ. Giá năng lượng cao hơn cũng sẽ làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp. Tại Ba Lan, cổ phiếu đồng loạt suy giảm, đồng zloty mất giá. Các mặt hàng nhu yếu phẩm như đồ ăn, uống đều lên giá. Tất cả mọi thứ đều đảo lộn, chuỗi cung ứng toàn cầu gãy, giá cả tăng rất là nhiều. Xăng dầu có tăng không nhiều, nhưng mà thực phẩm có những chủng loại từ 33% đến 40% và mọi người khó khăn. Từ ngày 24 tháng 2, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
cuộc chiến đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Ukraine bị ảnh hưởng. Ước tính hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam cũng đang sinh sống tại đây. Trong suốt hơn một tuần vừa qua, phóng viên VTV4 đã liên tục kết nối và tìm hiểu về cuộc sống của bà con giữa tình cảnh chiến sự nổ ra ác liệt tại các thành phố lớn của Ukraine. Chúng tôi đã kết nối trực tuyến với bà Nguyễn Thị Hiền, người Việt tại vùng chiến sự Lugansk, để tìm hiểu xem tình hình cuộc sống tại đây hiện đang như thế nào. Tình hình chiến sự ở khu vực mà bà đang sinh sống hiện tại như thế nào? Và trước tình hình như vậy thì cuộc sống của bà bị ảnh hưởng ra sao? Chiến sự xảy ra tại thành phố Lugansk, nơi tôi đang sinh sống, đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Mọi người hoang mang, hoảng sợ khi nghe thấy tiếng súng, một tiếng bom, tiếng đạn. Nhiều người đã mang gia đình đi sơ tán, nhất là những gia đình mà có trẻ em và có người già. Những ngày đầu chiến sự, tôi rất hoang mang, lo sợ. Đạn pháo bắn khắp nơi, đêm đêm tiếng súng nổ rền, và không biết từ hướng nào mà không biết chạy trốn đi đâu. Và tất cả những người bạn, bạn thân của tôi cũng vậy. Họ hoảng sợ và chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Và có được báo trước là có thể là mạng thông tin có thể là sẽ bị mất, tức là có thể là sẽ mất điện, mất nước. Chính vì thế mà chúng tôi luôn luôn đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tôi đã chuẩn bị rất là nhiều lương thực, thực phẩm để dự trữ trong một thời gian dài nếu tình huống xấu có thể xảy ra, cần thiết lắm mới phải đi ra ngoài đường. Còn lại tôi ngồi trong nhà. Tôi cũng như tất cả những người dân sống ở thành phố Lugansk này tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hay Tổng thống sẽ tìm được tiếng nói chung. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Hiền và xin chúc cho bà con Việt Nam của chúng ta tại Ukraine bình an vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Sau đây chúng ta sẽ cùng một lần nữa nhìn lại những hình ảnh chân thực nhất mà bà con kiều bào đã gửi về cho chúng tôi để cùng cảm nhận và ghi nhớ từng giây phút khốc liệt của cuộc chiến mà bà con ta tại Ukraine đã và đang phải trải qua. Tôi đang phải ẩn náu ở dưới tầng hầm của một ngôi nhà chung cư nơi mà chúng tôi đang sinh sống. Mọi người đều tâm lý hoảng loạn. Có rất nhiều người đã lấy xe của mình, dùng xe của mình để chạy, muốn ra khỏi Kiev và tất cả các ngả đường trục đường chạy về hướng miền Tây của Kiev, nơi tiếp giáp với Moldova và Ba Lan. Suốt từ sáng sớm hôm 24 tới giờ, giao tranh diễn ra ngày càng căng thẳng. Rất nhiều các hội đoàn của người Việt tại các nước châu Âu đã sẵn sàng hỗ trợ người Việt tại Ukraine đi di tản. Chúng tôi vô cùng xúc động trước tinh thần tương thân tương ái đó. Tôi chỉ muốn nói một điều, và có lẽ cũng chính là mong mỏi của rất nhiều người trên thế giới, cầu mong bình an đến sớm cho đất nước Ukraine. Vâng, cầu mong sự bình an sớm đến cho đất nước Ukraine. Đây không chỉ là ước nguyện của người Việt đang sinh sống tại đây, mà còn là mong ước của mọi người Việt Nam đang hướng về bà con mắc kẹt tại vùng chiến sự ngay lúc này. Và với truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, trước tình hình khó khăn của bà con người Việt tại Ukraine, cộng đồng người Việt tại các nước lân cận đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ đồng bào mình vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Gia đình tôi tại Séc, giáp biên giới Ba Lan, sẵn sàng giúp đỡ 2-3 gia đình tị nạn từ Ukraine. Nhà em ở Budapest, nếu anh chị nào cần nơi tá túc hãy liên lạc nhé. Gia đình ai chạy tị nạn từ Ukraine mà cần sự giúp đỡ bên Đức, Berlin thì liên lạc với cháu qua Facebook ạ. Những dòng thông báo như thế này có thể dễ dàng bắt gặp trong các group cộng đồng người Việt tại Ukraine những ngày qua. Đó là những lời nhắn của rất nhiều người Việt sinh sống tại nhiều nước châu Âu dành cho đồng bào của mình tại Ukraine. Họ sẵn sàng cung cấp, chia sẻ nơi ở của mình cho bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ. Hay như các doanh nghiệp của người Việt và Séc đã ngay lập tức viện trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm mì ăn liền, nước uống, đồ hộp, đồ dùng cá nhân, gia đình, chăn ga, gối nệm và thiết bị y tế,
để nhanh chóng gửi đến những người Ukraine đang lánh nạn tại biên giới giữa Slovakia và Ukraine. Chúng tôi đã chuẩn bị một số những mặt hàng thiết yếu, ví dụ như khăn cho trẻ em, khăn cho người dân. Đồng lòng hết sức là tìm một cái cách nào đấy để giúp đỡ những người đang bị kẹt trong cuộc chiến. Và chúng tôi đã quyết định là mua một lượng mì tôm để mọi người có một bữa ăn nóng khi mà trong cái giá lạnh ở biên giới. Chúng tôi đi xuyên biên giới, chúng tôi vượt qua biên giới về Romania và Moldova, đón bà con từ Ukraine sang Moldova để đưa bà con về tạm trú tại Romania, chờ chuyến bay cứu trợ về nước. Đến nay, Đại sứ quán và Hội người Việt đã đón được hơn 600 người Việt Nam từ Ukraine sang lãnh nạn, và trong thời gian tới chúng tôi sẽ với cái lượng người sẽ sang trong một vài ngày tới sẽ là rất là lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Vâng, cũng xin được nói thêm là những hình ảnh và tiếng nói chân thực từ Ukraine mà quý vị vừa theo dõi là của chính bà con đã không nề hà hoàn cảnh chiến tranh khó khăn và hiểm nguy gửi đến cho chương trình. Với mong muốn là tạo nhịp cầu kết nối và sẻ chia của những người Việt Nam xa xứ, ở trong phần tiếp theo của chuyên mục Điểm hẹn Nam Châu, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và khám phá những câu chuyện, hình ảnh hết sức đời thường của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới do bà con ghi lại và chuyển về cho chúng tôi. Với tiêu đề Người Pháp phát cuồng vì những món ăn lạ, kênh truyền hình TF1 vào tháng 2 vừa qua đã phát phóng sự về xu hướng người Pháp ngày càng yêu thích ẩm thực nước ngoài. Cùng với sushi của Nhật Bản và bỏng ngô của nước Mỹ, thì nem Việt Nam được đánh giá là một trong những món ăn ưa chuộng nhất của người Pháp. Và trong góc khám phá của tuần này, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn trải nghiệm cách làm nem của một gia đình người Việt tại xứ sở rượu vang. Chào mọi người, mình đang ở siêu thị Confrère ở Plaisir, Pháp. Hôm nay là cuối tuần, mình sẽ đãi cả nhà món ăn nem truyền thống của Việt Nam. Nhà mình cần thiếu những nguyên liệu gì nhỉ con nhỉ? Nhà mình cần thiếu thịt băm, giá đũ, hành và trứng nữa. Mình đi thôi. Ở đây, các nguyên liệu cần có để làm nem đều đầy đủ như ở Việt Nam vậy, với rất là nhiều chủng loại và mẫu mã khác nhau. Ở Pháp mình rất là dễ dàng tìm được các cái rau thơm để làm nem, ví dụ như là rau mùi này, rau bạc hà này, hành này và cả hành nhỏ nữa. Đây là những hương vị rất là cần thiết để làm nên cái món nem ngon. Giờ thì nguyên liệu đã đủ rồi, mình về làm nem thôi. Các nguyên liệu sau khi được sơ chế và rửa sạch đều được băm nhỏ. Mộc nhĩ và nấm hương mình cũng thái nhỏ để cho vào nhân nem. Đây là một hương liệu mà không thể thiếu khi mà làm nem. Mình nhận thấy rằng là giá cả đắt hơn rất là nhiều so với khi mà mình mua ở Việt Nam. Cái lá nem của Việt Nam thì rất là đặc biệt. Đấy là nó rất là mềm, rất là ngon. Wow, ngon quá, thơm quá. Nem từ lâu đã không còn chỉ là một món ăn kiểu thế của Việt Nam. Đó còn là nét đẹp văn hóa. Và qua đó, mình cũng muốn làm nem cùng với các con của mình để dạy cho con biết giữ gìn cái nét đẹp văn hóa ẩm thực của mình. Cảm ơn mẹ. Nem có ngon không con? Con quá, rất ngon ạ. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được những câu chuyện, clip, hình ảnh từ quý vị khán giả người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho chương trình. Và quý vị có thể chia sẻ về những điều gần gũi trong cuộc sống thường ngày, nơi đất khách, hoặc là những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ trăn trở khi sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài về địa chỉ email tsvtv4a@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đừng quên các khung giờ phát sóng của Điểm hẹn Nam Châu hàng tuần nhé. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.